Hôm nay Quốc xin giới thiệu cho các bạn cái ứng dụng của Google. Cái ứng dụng này nó tên là cái ứng dụng Duo, đánh dần là D-U-O, đánh dần theo tiếng Mỹ, còn đánh dần theo tiếng Việt là D-U-O. Cái ứng dụng này để cho mình đi khắp thế giới, mình gọi điện thoại, từ app, ứng dụng. Thí dụ như các bạn ở Việt Nam từng dùng cái ứng dụng Viber hay là Skype, nhưng mà những cái đó nó bị nhiễu sóng, nó không có chất lượng, tại vì mấy cái hãng đó là nó không phải là thuộc về của Google. Google là một cái công ty rất là uy tín như các bạn đã biết. Thì hiện bây giờ Quốc đang dùng cái ứng dụng này nè, Quốc gọi cho người thân ở Việt Nam hầu như mỗi ngày. Cái âm thanh nó rất là trong, nó trong cũng như là mình gọi từ cái điện thoại qua cái điện thoại. Thì cái ứng dụng này á, nó là như thế nào? Nó cũng tự tựa như cái video chat của Skype, hay là mình nói chuyện bằng cái tiếng nói, hay là nó như là cái FaceTime. Cái chính của cái này là Google làm cái này, phát hành cái này cho những cái điện thoại Android để người ta FaceTime. Thí dụ như bây giờ bạn bè hay người thân thường thường nói ô mình muốn làm FaceTime á, thì mình phải mua cái điện thoại iPhone để mình FaceTime. Nhưng mà trong gia đình của Quốc đó, ai cũng xài cái iPhone đó, còn Quốc đó thì xài cái Samsung, cho nên gia đình của Quốc mấy người thân á, thì dùng iPhone đó, thì họ tải cái ứng dụng này về để họ FaceTime với Quốc. Thí dụ như bây giờ người thân của Quốc ở Việt Nam đi, có iPhone mà Quốc ở bên đây thì Quốc xài sấm sầm, mà thằng sấm sầm này nó đâu có FaceTime được với cái thằng iPhone, cho nên cái người thân ở bên Việt Nam á, mở cái điện thoại iPhone ra, dùng cái ứng dụng này, cái ứng dụng Duo này nè, xong họ FaceTime với Quốc đó. Thì hiện giờ là Quốc đang mở lên, nếu mà khi nào mà mình muốn gọi cho ai đó thì mình ấn cái nút này, thì nó sẽ chuông, nó sẽ réo qua bên kia đó. Thì các bạn đi du lịch, hay là các bạn giống như thí dụ như các bạn ở Việt Nam đi, mà các bạn đi ra nước ngoài nhiều, mình đâu có cần phải kêu Vinaphone hay Mobile Phone mở những cái đường dây quốc tế cho mình, không cần. Mình tải cái ứng dụng này về là mình nói chuyện nó rất là chất lượng, nó rất là trong, nó không có bị nhiễu sóng. Đó là cái mà Quốc thích, nói bình thường nghe rõ ràng, chứ không có giống như Viber, nó có lúc nghe, có lúc nó nghẽn, thấy không? Mình phải la lối lên đó, chứ nó không có trong. Viber thì có thể các bạn gọi ở trong nước, ở trong nội địa thì nó trong, nhưng mà thí dụ mà mình gọi qua quốc tế đó, từ Việt Nam gọi qua Mỹ đâu chẳng hạn đó, thì nó bị nhiễu sóng. Còn cái Duo này là nó không có bị nhiễu sóng, nó là giống như là FaceTime vậy các bạn. Nó là Google làm cái này để cạnh tranh với FaceTime đó. Đó, các bạn tải nó về đó. Nếu mà ở trong cái giống như các bạn mà xài điện thoại mà Samsung đó, các bạn vô cái Google nè, Google Play nè đó, các bạn vô đó rồi các bạn bấm Duo, bấm cái chữ D nè, U nè, O nè, là nó hiện lên liền nè. Đó, các bạn thấy không? Nó hiện lên đầu tiên á. Đó, thì các bạn tải cái này về. Rồi các bạn